thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Linh, 24 tuổi, bị phạt 1 năm tù, buộc bồi thường hơn 50 triệu đồng vì bắt bạn gái quỳ xin lỗi trong tình trạng bán nút, chụp hình đăng Facebook. Ngày 27 tháng 2, Linh bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bác đơn xin hưởng án treo, tuyên y án 1 năm tù về tội làm nhục người khác. Theo bản án sơ thẩm, Linh và Chung 21 tuổi yêu nhau được hơn 1 năm, thì anh ta phát hiện bạn gái nhắn tin qua lại với người đàn ông khác. Nổi cơn ghen, Linh bắt Chung vào nhà nghỉ nói chuyện, lột áo ép quỳ gối xin lỗi rồi lấy điện thoại chụp hình. Hắn nói nếu cô còn nhắn tin với người đàn ông khác, hoặc đòi chia tay sẽ đăng ảnh lên mạng xã hội. Bị cáo Linh được tại ngoại hầu tòa. Ảnh, Bình Nguyên. Ngày 7 tháng 1 năm 2019, Linh lại ép bạn gái vào nhà trọ đánh, đòi lại quà đã tặng trị giá 2 triệu đồng. Do không có tiền, cô gái phải đưa chiếc vòng vàng thế chân. Một tuần sau, bị Linh tiếp tục đòi tiền, cô gái đề nghị đường ai nấy đi. Tối ngày 16 tháng 1 năm 2019, sau khi nhậu xong, Linh đăng ảnh lần trước chụp bạn gái lên Facebook với nội dung em chỉ câu like, mọi người đừng ném đá. Anh ta chụp màn hình, gửi cho Chung. Hai hôm sau, cô gái đến công an trình báo. Cuối năm ngoái sau khi bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xử sơ thẩm, Linh kháng cáo xin hưởng án treo với lý do là lao động chính trong nhà và đã bồi thường cho nạn nhân 52 triệu đồng. Bình Nguyên Let's Block Ads. Bye.